Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bữa nay bên con đang có một số chậu dạt 5 cánh trắng. Nói chung là hôm nay thì có thêm một số loại 5 cánh trắng mới và cô xin giới thiệu với các cô chú ha. Và số điện thoại của con là 0908 846 804 nha cô chú. Còn địa chỉ cửa hàng hoa lan của mình của con nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và nãy giờ con ngồi quay clip á thì con ngồi gần cái giò sóc rồi nè. Ồ, nó thơm, cực kỳ thơm nha cô chú. Rất là thơm luôn á. Đó. Một bên là hoa đã nở nè, và một bên là hoa mới hé. Tôi thấy hai màu khác nhau không? Đây là mặt hoa nó mới hé nè cô chú. Và hoa rất là dài và hoa cực kỳ thơm ha. Đây là sóc, sóc Thái. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Cái giò này là không lỗi một lá nè cô chú. Bản lá rất là đẹp ha. Và đây sẽ cho cô chú mình xem một số cái hình cây của hàng vàng ngày hôm nay. Và cây đầu tiên là cây mã số 1 nha cô chú. Đây là một cái cây 5 cánh trắng mà còn rất là tâm đắc luôn á, rất là đẹp. Đây là cây 5 cánh trắng ruby nha cô chú. Mặt hoa của nó cực kỳ đẹp luôn, cánh là cánh trắng tinh và cánh bay lên rất là đẹp ha. Đây là 5 cánh trắng ruby. Và hiện tại thì cây ruby này con còn có một cây thôi và giá tiền là 12 triệu. Mã số là mã số 1 ha. Đây là cây 5 cánh trắng ruby nha cô chú. Mã số là mã số 1, giá là 12 triệu. Và cái mặt hoa này thì không có cái gì mà để mình bàn cãi nữa ha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp ha. Mắt là mắt xước rất là đẹp nè, thì cực kỳ sạch luôn. 5 cánh trắng ruby, mã số là mã số 1, giá 12 triệu. Cái cây 5 cánh trắng ruby mã số 1 nè cô chú, giá 12 triệu ha. Và cô chú mình nhìn ở đây, cái mắt ngủ nó đang bắt đầu nó sưng nè cô chú. Cái mầm này đang sưng mắt nè, thấy không? Đang sưng mắt thì bị sẽ bung mầm lên. 5 cánh trắng ruby, mã số là mã số 1. Và kích thước của cái giò này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 12 triệu. Đang dài là 2 cm nha cô chú. 5 cánh trắng ruby, kích thước là 2 cm và giá tiền của nó là 12 triệu. Đó. Thân này vẫn còn đang đi ngọn rất là khỏe nè các cô chú mình cứ yên tâm ha. Và rễ thì cũng đã bắt đầu đang xuống rễ rồi. 5 cánh trắng ruby và mã số là mã số 1, giá tiền là 12 triệu nha cô chú. Cây này rất là đẹp luôn, không lỗi một lá luôn á. Mã số là mã số 1, 12 triệu. Tiếp tục đây là cái mặt hoa 5 cánh trắng củ chi nha cô chú. Và cái mặt hoa 5 cánh trắng củ chi này của con á, nó đang có một thân đã đứng ngọn và một mầm. Nó các cô chú nào mà muốn mua về để mình làm giống mình sưu tầm á thì mình nên mua cái giò này. Và cô chú mình nhìn cái 5 cánh trắng củ chi này, mặt hoa của nó cực kỳ to luôn cô chú. Hoa của nó rất là to ha, cái lưỡi đặc biệt là cái lưỡi rất là to. Mắt của nó cực kỳ gọn luôn ha cô chú và hoa của nó rất là đẹp. Đây là 5 cánh trắng củ chi. Và cái giò này thì nó đang đi ngọn và nói chung là cây là hàng trọng thân. Nên các cô chú mình cứ yên tâm mình mua về mình sưu tầm. 5 cánh trắng ruby. Và cái mặt hàng này thì rất là chuẩn hoa nha cô chú. Mình không có lo, mình không có lăn tăn về cái độ mặt hoa của nó. 5 cánh trắng củ chi. Và cái giò này là giò mã số 2. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con vẫn bán giá là 17 triệu để cho các cô chú mình sưu tầm ha. Và cái thân già này thì bên cửa hàng bên con đã khoan rồi. Con mới khoan được khoảng 3-4 ngày rồi cô chú. Và ở đây thì còn cái mầm đang phát triển rất là khỏe nè. 5 cánh trắng củ chi ha. Mặt hoa cực kỳ khỏe nha cô chú. Và mã số là mã số 2, giá tiền của 5 cánh trắng củ chi thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 17 triệu, mã số 2. Và sau đây sẽ cho chúng mình xem cái hình cây của 5 cánh trắng củ chi ha. 5 cánh trắng củ chi này con đã khoan rồi nha cô chú và chuẩn bị là mình về mình chờ là nó sẽ lên kỳ thôi. Và ở đây thì cô chú mình nhìn nè, nó vẫn còn một mắt đang sưng mắt luôn cô chú, rất là sáng luôn. Chuẩn bị sẽ bật thêm một mầm nữa ha. Và rễ thì cũng đã bắt đầu đang xuống rễ ấm chậu rồi, để con bỏ nhẹ cho cô chú mình xem miếng ha. Đây, rễ đã ấm chậu rồi nha cô chú nên các cô chú mình cứ yên tâm mua về sưu tầm. 5 cánh trắng củ chi ha. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Và mã số của nó đó là mã số 2, giá tiền là 17 triệu. Và kích thước của cái thân già này á là 8 cm. Và kích thước của cái mầm này thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 5 cm. Tổng cộng hết tất cả là 13 cm. Và giá tiền là 17 triệu nha cô chú. 13 cm, 17 triệu. 5 cánh trắng củ chi ha, một cái mặt hoa rất là đẹp. Và con chỉ bán với giá là 1 triệu mấy 1 cent thôi, không có bán giá cao. Rất là mềm cho các chú mình về sưu tầm ha. 5 cánh trắng củ chi. Và mã số của nó đó là mã số 2, giá tiền là 17 triệu nha cô chú. Mã số 2, 5 cánh trắng củ chi. Và tiếp tục đây là cây 5 cánh trắng mắt nai nha cô chú. Và 5 cánh trắng mắt nai thì con có một giò lớn, nhưng mà con mới vừa tách cái mầm nó ra. Và cái mặt hoa này là mặt hoa sổ bối trên cái thân mẹ của nó, nên các cô chú mình cứ yên tâm ha. Mặt hoa này là mặt hoa sổ bối như thân mẹ nè cô chú. Đề 5 cánh trắng mắt nai. Và cái chậu này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 4.250.000. Đề 5 cánh trắng mắt nai ha. 4.250.000. Và giá tiền của nó chỉ tầm là khoảng 250.000 một sen thôi. Đảm bảo với các cô chú là giá rẻ nhất thị trường hiện tại. Và kích thước của nó thì đang dài á là 17 cm nha cô chú.
17 mà nhân cho 250 nó sẽ ra là 4.250.000. Đây là năm cánh trắng mắt nai đã xuống rễ rất là khỏe rồi, còn chỉ bán với giá là 250.000 một sen thôi đó, tại vì có một số chỗ nó bán giá rất là cao. Và ngày hôm nay thì con bán giá cực kỳ mềm cho các chú mình sưu tầm ha. Năm cánh trắng mắt nai và mã số là mã số 3, vẫn còn đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Giá tiền của nó là 4.250.000 ha. Và cái này thì mình về mình chăm sóc tầm khoảng 1 tháng thôi thì cây sẽ bắt đầu nó xuống rễ rất là lực luôn và cây nó sẽ phát triển rất là đã. Năm cánh trắng mắt nai của chú và mã số là mã số 3. Giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 4.250.000. Đang đi ngọn rất là khỏe ha. Năm cánh trắng mắt nai 4.250.000 và mã số là mã số 3. 4.250.000 nha cô chú. Năm cánh trắng mắt nai. Tiếp tục mã tiếp theo, đây là mã số 4 nha cô chú. Và đây là cái mặt hoa ok năm cánh trắng Trương Murray. Một cái mặt hoa nói chung là cực kỳ đẹp và mặt hoa này rất nổi tiếng, nổi tiếng xưa giờ rồi. Năm cánh trắng Trương Murray nha cô chú. Mặt hoa này là mặt hoa cánh bay rất là đẹp luôn. Và con đang quay trời mưa rồi. Để con quay xíu nào mưa lớn con vô. Năm cánh trắng Trương Murray nha cô chú. Mã số là mã số 4. Giá tiền của nó là 4.200.000 cho các cô chú mình mua về mình sưu tầm ha. Và cái thân này nó đang đi ngọn rất là lực, rất là đẹp luôn. Cô chú mình thấy chưa? Đang đi ngọn rất là khỏe nha cô chú. Đây là cây năm cánh trắng mắt nai. Không bị nhầm, đây là năm cánh trắng Trương Murray ha. Và kích thước của nó thì nó đang dài á là 10 cm. Giá tiền là 4.200.000. Năm cánh trắng Trương Murray. Và nói chung là thân rất là lực, để cho các cô chú mình mua về mình thích thì mình mua về mình sưu tầm ha. Đây là năm cánh trắng Trương Murray, mã số là mã số 4, 10 cm. Giá tiền của nó là 4.200.000 nha cô chú. Năm cánh trắng Trương Murray 4.200.000, mã số là mã số 4. 4.200.000 mã số 4 nha cô chú, năm cánh trắng Trương Murray. Kích thước của nó là 10 cm ha. Đã bám rễ rất là khỏe rồi, năm cánh trắng Trương Murray. Kích thước là 10 cm, mã số 4, giá là 4.200.000. Và tiếp tục chậu số 5, con xin giới thiệu với các cô chú, đây là cái mặt hoa cây năm cánh trắng Hà Tĩnh ha. Mặt hoa này là rất là nổi tiếng luôn, cây nào thì nói chung là cũng có tiếng hết. Năm cánh trắng Hà Tĩnh nha cô chú, một cái mặt hoa rất là đẹp đáng để sưu tầm. Và cái kia này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 4.000.000. Mã số của năm cánh trắng Hà Tĩnh này là mã số 5 nha cô chú, giá là 4.000.000. Mặt hoa này cực kỳ đẹp luôn á, năm cánh trắng Hà Tĩnh ha. Và đây là cái hình cây của năm cánh trắng Hà Tĩnh. Và cái mầm này con tách ra và đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi cô chú. Đây, rễ nó nè. Rễ nó bám ra rất là nhiều, rất là khỏe ha. Năm cánh trắng Hà Tĩnh. Và thân này vẫn còn đang đi ngọn rất là lực luôn á. Và đã bám rễ rồi con mới xuất ra con bán. Và kích thước của cái năm cánh trắng Hà Tĩnh này á, cái kích thước chuẩn của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo được á là tầm khoảng 3.5 cm nha cô chú. Kích thước chuẩn luôn là 3.5 cm. Và giá tiền của cái kia năm cánh trắng Hà Tĩnh này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 4.000.000 để cho các cô chú mình về mình sưu tầm ha. Năm cánh trắng Hà Tĩnh nha cô chú, giá là 4.000.000. Mặt hoa rất là đẹp luôn và rễ nó bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều ha, rất là tốt. Năm cánh trắng Hà Tĩnh. Cây này rất là lực nha cô chú. Năm cánh trắng Hà Tĩnh. Mã số của nó đó là mã số 5. Và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra 4.000.000.